Theo Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2020, thì Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 20,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với năm ngoái. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 162,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 82,94 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,7%, nhập khẩu đạt 79,89 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,1%, cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng ước tính xuất siêu 3 tỷ đô la Mỹ. Về xuất khẩu hàng hóa, Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 4 năm 2020 ước tính đạt 19,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 18,4% so với tháng 3. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 năm 2020 giảm 3,5%. Ở chiều ngược lại, 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 79,89 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường hàng hóa nhập khẩu trong 4 tháng, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 22,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước.